Mẹ nó nhìn ngượng lắm, ngượng lắm, nó mà phùi hết. Nó sẽ là một phùi. Đây này. Đấy, tập trung vào. Anh đi qua tầng 7 không nên. Anh giống cái kỳ kỳ kỳ. Anh giống cái kỳ. Anh giống cái kỳ. Con xa đều. Đấy như xong phẳng mưa như phẳng mưa. Đang nhìn con bị quay. Con này lép rồi. Con này lép này. Bây giờ nó phẳng phun 4 góc luôn. Lại sửa. Đấy, đúng bạn thì có thêm tính. Kiểu gạo rồi nó vui ra. Ôi, sống lắm. Đây chưa? Đây này, hết đi ra, đây này, đây này, đây chưa? Đây mà, đây à? Xuống như này. Xuống ép tay này, tay đánh dấu, đánh dấu mạng, đánh dấu mạng. Đánh dấu mạng. Đánh dấu mạng. Bố, 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 bố. Đấy. Đây nha, đánh dấu một cái lại. Đánh dấu giữa đây. Cái này là của con với Hoài. Đây. Hoài cái thịt mà sao kêu mang đây? Mang đây này. Đây, 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 đây ngồi đây này ngoài bánh trưng Hoài ngồi cắt lá làm gì muốn rồi ngồi năm nay ngoài bánh trưng thì nó vui nhá đấy cắt lá gì có lá ngồi đây ngồi đây đúng không ạ đây ngồi đây ngồi đây cầm lá đấy xong tí nữa này thì mỗi khâu một mỗi khâu một mỗi người một tú lấy không đâu mà tí nữa thứ nhất nhá thứ nhất mình lấy lá xong về đổ rửa lá thấy chưa đây mình bẻ này bây giờ tí giữa này nhá sống thì sống là bắt đầu nó phải cho ra ngoài đúng không cho ra ngoài sau này nó lá nó đẹp để cái đầu bánh trưng đẹp bắt đầu vuốt một cái bây giờ một chỗ đi rồi cứ đi cứ đi rồi nhá đây làm một lần nhá biết này đấy bố cũng vậy sang năm thì bố mình không gì ấy sang năm có chưa ngoài luôn thế là bố già thì cũng phải làm bây giờ xong rồi có bảy cắt lá có bảy rồi nhá Hoài thử cái này. Đấy. Đấy. Này. Thử cái trước khi nhá. Đúng rồi, trước khi này. Trước khi đây không có cứng rồi đúng không? Thì mình lấy cái này. Mình lấy cái dao này cắt bằng một cầu. Đúng không? Bắt đầu đo cứng đây. Bây giờ mình cứ bây giờ nó gấp 4 lá rồi. 4 lá bây giờ mình phải lấy nó đi. Không được tách. Đấy, lấy như này. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy ngon đi một con tôm cứ đấy rồi đúng không cứ đấy ok kia rồi đấy lúc bây giờ lo đi bây giờ cái sống này là bên ngoài sống đấy sống quá đúng rồi không gấp gấp ngược vào làm gấp cái đấy cứ làm đi học đấy bắt đầu là đấy biết rồi đấy một lần mình cho hai cái này phẳng với nhau nhá úp này là lên con sống to này trên rồi mình vuốt một lần như này đúng không? Rồi mình đấy còn anh cũng học đi thì mình đúng rồi, biết hết rồi. Ừ. Đây thì mình cắt, đấy cắt chặt còn chặt. Nếu không thì mình lấy cái tay, lấy tay nó vào cho nó khỏe. Đấy, xong ạ. Để mạnh vuốt, mạnh thôi, không gì, rách nhiều, không gì. Đấy, rồi thì đương nhiên là mình có đơn giản đấy thôi. Có một lá này, đây này, đây này. Mình hơi cận về, cận hơi dài đấy, đúng rồi. Đấy, cũng đau vừa vừa. Bố bố ngoái đi để cái nào? Bố quay cái đấy. Bố quay cái đấy. Sao để quay cái đấy chứ? Nhìn anh mà xem, anh không biết ngoái. Nhìn đơn giản hả? Anh không biết ngoái. Nhìn bố phải quay cái chân nhỉ? Đấy, bố ngoái đi. Nóng quá, vừa nấu xong nóng đi. Nắm đầu cái này, nắm đầu thì ai được nắm được? Và rót cũng lòng cho nó đi, khô quá. Không có ăn lấy nước lọc đi. Cho cốc đấy rồi. Nói đồng dày vừa cho bố mẹ ăn không ấy được. Đây anh ra đây quả. Dày quá. Ngoài ra đổ đi vào đây. Đấy. Cái bố mình đổ vào. Bắt đầu hết đi. Đổ hết. Đổ hết đi. Đổ hết đi. Hết đi cho bố mình đổ. Đổ hết đây nha. Đúng rồi. Rồi thôi. Bố bảo này. Xong nha. Cái đầu này ví dụ là mình cho hơi nhiều gạo đúng không? Đúng. Lá nó hơi ít. Bắt đầu tôi lấy cái lá đuôi của nó. Lá nhỏ đâu. À, bố mình cứ quấy đồng ấy thôi. Đây đây nha. Vừa vừa đồng đồng dày quá ăn kinh ngày Tết ăn mấy. Lấy như này sau này nó khỏe sủ bây giờ. Đồng như này. Đấy. Đấy ngoại nhỉ, mấy cái ngoại. Không tí 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 nhất cái gành cho tí cho thử vài luôn. Bây giờ tí cho là gành luôn. Đấy. Vứt như này. Đấy. Như này. Đấy. Cái tay được phủ ra. Không nữa tí nữa như chú bảo. Nhà hai đứa xem.
mất là tạm nha. Ôi nóng quá. Xong rồi nâng khuôn này này. Nâng khuôn này. Khuôn này. Khuôn xoắn. Xoắn cái này càng tương đối càng dài. Cái như cứ từ phải đưa người này đưa cái khuôn này. Nhìn nhìn anh ngoài như này. Trong nóng, trong nắng, nóng với không nóng. Thôi từ đấy học ở đây. Ngồi đi, nhìn vào. Ngồi đấy, để đấy. Này thì gói đơn giản rồi, chẳng có khuôn rồi, người ta cần gói tay bằng tay rồi. Cô bố đưa con thì bỏ lại. Ôi sao cô cũng thịt chưa vậy? Nói rồi. Thôi vừa đấy, đồng đấy cũng gói thịt hai nhẳng hài. Đấy, nhưng mà một đồng bánh này. Chắc sâu quá này. Chắc cũng vậy, chắc sâu quá này. Đấy là cô vương mải, cô vương mải. Cô con nói theo. Bố bố đưa con cho, bỏ lại. Ôi, quên tạm vàng vậy. Bố đưa con bỏ lại. Đây, chúng mình khuôn này, khuôn này, khuôn này, khuôn này. Đặt khuôn xuống là bắt đầu mình cho khuôn lại xuống. Hai lại xuống. Đấy. Bố bố quay đi, nhìn mình con hoài đi, con không phải đặt con quay mấy lần. Đảo đi lắm, nó đi rách thì. Rách thì đều không ra. Đây góc. Đây góc sao? Thế thằng anh cũng biết gói cái. Kích thì cắt. Đây là này. Kích thì không được đâu. Thì thằng này thì mình gói nhiều nhỉ. Chỗ này có 22 đồng. Này nhiều. Đấy. Nhìn đây này. Không, đây của áo. Đây nhá. Nếu muốn xong nha, con phải gấp như này. À, đây. Gấp lại à? Đây, gấp lại như này này. Vậy mà bỏ quần đi. Thì nên lôi, thì không biết thì nghỉ gì. So hai đầu này cũng kiểu rồi. Vuông góc nhau. Rồi. Đấy, miết một phát. Nha này. Miết xong đặt lá kia chốc. Vào đây. Ừ. Bố, thế thì mình cầm một tay thì mình bố ấy đi. Anh trông ngượng lắm. Thì nó mới đầu ấy. Cái lá này không có miết đúng không? Ừ. Cái lá đấy chỉ ấn xuống trên giữ cái lá trên chốc. Được chưa? Đấy. Quá đơn giản luôn này. Cuốn lá thôi chứ nhau thì gì đâu. Đây cái lá nữa. Lá đục vụ. Nó ướt quá. Ướt được mà. Ướt được rồi. Đây đây nè. Cho vào cái này. Lá to quá, một kích. Thật là hơi kích ở ngoài nước luôn. Rồi, cho gạo. Gạo nó nhiều kìa. Gọi là miệng bát. Thì muốn mấy bát chứ nữa. Miệng bát thôi. Vậy nhá. Nữa. Miệng bát thôi. Rồi. Đấy, xong bắt đầu cho đậu. San ra. Gạo. San ra. Rồi. Dùng cho đậu. Đèo bốn góc đi. Đèo bốn góc đi. Đậu đừng có sang đây hết nhá. Biết rồi, không biết đi. Đậu bây giờ vào giữa. Đậu ra ngoài. Được chưa? Được chưa mẹ? Cái này nhá. Rồi, thịt. Thịt đây. Đấy. Nhiều con cái của con mình nhiều thịt. Thôi, một miếng thôi. Mấy miếng? Thịt mình hai miếng. Bây giờ mình cho hai miếng vào. Đằng đây nhá. Rồi, ấn xuống đi, xong rồi cho gạo vào. Gạo vào. Thế thì cố thấy rảnh quá. Được chưa? Về nhá. Lần này cũng nhiều thịt. Được chưa bố? Được. Ừ, đồng thằng anh đi dày lắm. Không bị thằng anh nhiều thịt. Tớ ấn miếng ấy xuống, mà bình thường là mấy miếng thịt con. Ừ, tùy cho. Thịt cho anh. Thịt thường miếng là... Đậu đậu rồi, cho miếng. Thịt giá. Chỗ này. Được chưa? Đây. 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 Mẹ nó nhìn ngượng lắm, ngượng lắm, nó mà phùi hết. Ui, nó chết là một phùi. Ừ, chết là một phùi. Đấy, tập trung vào. Anh
liên quan đến đồng bảy nhưng không nên thì đánh dấu cái gì kỳ kỳ đánh dấu đi đánh dấu cái gì đấy con san đều đánh như xong phẳng luôn chứ phẳng một đang đi không bị quay này lép luôn này lép này bây giờ nó phẳng bốn bốn góc luôn lại sửa cú phạm mình cho thêm gì nữa thiếu gạo mình cho thêm gì nữa vào đấy không vấn đề gì lép cân ở góc đấy ở góc nó bị lép đấy. Mỗi góc này thôi, sau này chắc cần lấy để đau lắm. Lấy như vừa mà. Rồi. Đấy. Tao đứng cái bụng cái lặng đây là cái đồng bánh mấy cái lặng. Nó hấp xù. Làm như có à? Được ra. Ui. Được ra. Đấy. Rồi. Bên thì... Bên sau này thì... Rồi. Cứ mày gọi cho ai gọi? Cứ lúc nào bố à? Nào bố à? Lúc mà nó một tư thì mất cái tay đã. Đâu? Lấy được chưa? Trông trông tay trông. Trời ơi. Có gì không gọi được, có nó quen đi. Suốt ngày mà bố gọi à? Mình đi đấy. Phấn thì nó sẽ say vậy này. Vậy. Dạ. Phấn thì nó xoắn đấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Quen cái gì vậy? Sao bên này cho? Cái gà vậy? Đấy! À, kinh nghiệm thôi này. Em thấy toàn này mình đi. Dùng ai biết rồi. Rồi, cảm ơn kia. Đấy, cảm ơn đây. Nhìn đầu con, khéo đẹp hơn rồng. Đúng vậy. Đó, ok. Đấy, thử nó lên. Nè. Chặt tay mà không lúc mới căng rồi nó bung ra. Ôi xấu lắm. Đây rồi. Xuống nét tay. Đánh dấu. Đây. Cái này là của con với Hoài. Đây. Thấy chưa? Đấy, của con với Hoài đây nha. Dòng này xấu đẹp thì có con ăn. Đã nhiều thịt đã ngoan hơn người thì nhiều người là sao? Đúng vậy. Cái xùi như thế này. Nhưng mà Quân nó không chặt tay quá. Lỏng rồi. Không quen. Tí nữa mẹ anh Quân ra này. Không được đấy. Cứ mẹ một tí là... Ôi vậy được một gì lắm hay. Rách má ra. Được rồi, được rồi. Cứ gửi vào cá vào đây là được. Đấy, cứ thế Quân. Rồi. Ok. Cái này, cái nào ba là của mình. Tiếp. Tiếp như vậy tiếp. Cái đầu cũng được thì cái mai được. Đây là đây. Học gì? Học. Năm bao nhiêu? 22, 23 đồng. Anh mới được 16 đồng đó. Quăng 10 đồng rồi. Mỗi đồng 22 đồng bảy còn 8 đồng. Đồng này không phạt đâu. Đây. Đây không nó đây. Cắt lá bây giờ nó non hơn tí thì dễ đúng không? Dễ. Nó không kích khuôn. Làm này tiết nguyên hơn mọi năm. Vừa đâu nè. Ôi, đúng không? Con râu thì vui. Con râu con riêng thì vui. Con gói đi chứ không. Vậy thì nó bố mẹ rà sao? Rà ra mua nó cũng một ăn như thế, đúng không? Thế là cũng phải thịt lợn, gói bánh. Thịt lợn, cái gói bánh. Cổ truyền thì ai đi mua ấy à? Vậy đi mấy mấy lá. Vậy rau ấy nhỉ? Ừ. Bên dưới cho ít thôi. Bên dưới cho bình thường. Cho ít thôi, còn để lại. Chủ yếu bên dưới, bên trên. Bên trên đi. Bên trên. Trên để như là phủ ấy đi. Phủ đậu bí thịt thịt. Phủ đậu thịt. Bên dưới non bát đi, còn bên trên. Đậu. Cứ gấp lá lại chưa? Gấp rồi. Chặt lá nó bị hơi non thì bị, còn không là lấy ngay, kích ngay. Đấy.
thì được. Cho đầu trước, cho thì được. Đầu trước không thì thì như nào ngoan? Này này nha. Nào đi. Thôi. Vậy. Đấy. Nào. Hôm nay con này này thì. Ô, đạo đâu? Đây. Sao hết đạo rồi? À, thì con lớn rồi. Con biết mà. Ngoài, 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 ngo